Có cô hỏi chị là tình hình là bao nhiêu ngày thì giảm mỡ đúng không? Em chị ơi, em là được em giảm được có một tháng thôi đấy mà được gần 15 cân chứ gần 15 cô đây này, con cho cô xem hình ảnh ngày đầu tiên của chị đây. Ôi, bây giờ đẹp thế kia thì ai nhận được. Đấy, mọi người cô cứ yên tâm là ở đây đều tất cả những khách hàng đến với Korea đều hiệu quả. Cô bây giờ cô đang gặp mà chị ý là cô thấy yên tâm chưa ạ? Cô vừa được xem yên tâm rồi thì mới đến đây. Thực ra là rất là nhiều trường hợp như vậy đấy ạ. À, chị Tân đây là một khách hàng mà đến với viện thẩm mỹ Korea là chị ý, lúc đó là chị ý phải tầm 4 mất nhỉ? Chị mình chữa sinh con đúng không? Chị là 41 tuổi là mới có con. Đúng rồi, chữa rất là nhiều sau mãi mới có con. Thế thì bây giờ khi mà sinh con xong thì lại bị béo đúng không chị? Đấy, bị béo vì cái thời điểm mà chị có bầu ấy thì là vì mình cũng bị vất vả mất hai lần, lấy sảy mất hai lần cho nên cái thời gian có bầu là chị cũng nghỉ ngơi ở nhà, ăn uống bồi dưỡng, không vận động. Sau đấy thì lại sinh con xong thì con cũng hay ốm đau. Thành ra mình cũng cứ ở nhà nói chung là cũng không quan tâm chăm sóc đến cơ thể đâu. Nó béo mà ôi giời ơi, lúc ý chỉ cần con là tốt rồi. Dạ. Em thì coi như là ngay hôm đầu tiên là đã thấy hiện tượng là mỡ nó coi như là nó đào thải ra rồi. Đấy, mỡ đào thải ra rồi thì chị cũng coi như là cũng bảo ôi thì may quá mình lại nhanh thế này. Nhưng sau đấy thì lại được một ngày tự nhiên nó lại dừng lại. Không thấy có hiện tượng gì nữa thì cũng lo bảo thế. Nếu mà bây giờ mà giảm được một ngày thì ăn thua gì, sao giảm được cân. Nhưng sau đến 10 ngày sau thì cái số lượng giảm bắt đầu tăng lên. Đến ngày thứ 11 thì nó bắt đầu tăng lên. Thực ra là trung bình đấy. Thực ra như của chị mà ngày đầu tiên thấy đào thải như thế là thích ứng rất là nhanh. Nhưng mà nó có thể ngưng tại vì cái enzyme nó mất cái thời gian để bóc tách mỡ. Thì khoảng tầm 10 ngày bắt đầu đào thải thì lúc ấy chị sẽ thấy nó giảm rất là nhanh đúng không? Đấy là coi như là bây giờ là giảm được 15 cân rồi. 15 cân. Phải bụng thì chắc phải đến phải được gần 20 cm. Các bạn sẽ đo kiểm tra cho chị, chắc phải tầm 20 cm rồi đúng không? Nếu mà đến lúc đào thải thì là sau cái 10 ngày đấy thì cái lượng đào thải rất là nhiều. Mà chị cảm giác như người chị xung quanh người lúc nào có dầu. Thế ngày tắm 3 4 lần ấy. Mà nói thật với em à, nói vui là chả giống gần ông xã. Thế có cảm giác như không tự tin người hôi hôi. Thế sau đấy nhưng mà khi mà đào thải xong thì lại mình cảm nhận thấy rằng là người mình nhẹ nhõm hẳn. Đúng rồi. Rất là dễ chịu. Em ơi, lúc mỡ đào thải thì có màu gì? Lúc mỡ đào thải thì là có màu như hơi vàng vàng chị ạ. Vàng vàng. Tùy người đấy chị ạ, có người vàng, có người đào thải đen, có người cái độc tố nhiều. Đúng rồi, chị vàng vàng. Thực ra như mỡ của chị mà sau sinh xong mà em bé nhà chị được bao nhiêu tuổi rồi? Cháu được 4 tuổi. Da em mất mỡ nhiều thế có bị nhăn không ạ? Không đâu chị ạ, chị nhìn xem này không bị nhăn đâu. Thực ra là ngay từ đầu thì bụng chị có mỡ nhưng mà nó cũng không bị dạn, không da thừa nhiều cho nên là khi mà giảm xong thì da rất là săn, không có bị không có bị nhăn trùng, không bị chảy xệ đúng không chị? Như thế này là rất là đẹp rồi. Ông xã chắc là bây giờ thì thấy vợ cũng thay đổi nhiều rồi đúng không chị? Ừ, nói chung mình đi với ông xã cũng tự tin hơn rất là nhiều rồi. Sức khỏe như nào rồi? Em khi mà cơ thể mình được giảm cân đấy chị ạ thì mình thấy nhẹ nhõm lắm, thấy thoải mái chứ nó không bị nặng lề như thời gian trước nữa. Đúng rồi, nó cũng cải thiện rất là mười mấy cân đây chẳng nhà. Giảm đến mười mấy cân là thay đổi hoàn toàn một con người rồi đấy ạ. Thực ra khi mà làm như thế này xong thì thầm các cô ấy, tầm tuổi các cô mà lớn tuổi tầm ngoài 60 thì các cô quan trọng về vấn đề sức khỏe. Nhưng mà ví dụ như của chị đây là chị có thể ban đầu lúc đầu tiên là chị chưa có vấn đề gì về sức khỏe cả, nhưng mà vì là sinh con mập thì mới phải giảm đi, nhưng mà bây giờ không nghĩ là giảm đi nó lại tốt như thế này đúng không ạ? Dạ vâng. Rất nhiều cái tốt cho mình. Ok, con cảm ơn cô rất là nhiều nha, con cảm ơn chị nhá. Cô cứ yên tâm là chị bên cạnh này làm tốt rồi là cô cũng sẽ ok thôi nhá. Yên tâm thì mới đến đây. Một tháng nữa thì chị cũng sẽ giống em mà. Một tháng nữa. Em cảm ơn chị nhá.